cái con luôn hả? Giữ cái bản vì mình xe đó nè. Để đi tầm mốc đi. Xe làm xe thử ăn có ngon không? Bắt định làm hồ không biết. Của anh em mình bắt mà. Ba của chấm anh Hải rồi. Hải mình tính rồi đó. Dạ Hải. Chứ mà quá. Ờ đúng rồi, Hải tính Phượng, Hải tính là thêm đứa con gái. Giòn hơn cho Phượng á. Hồi nãy em sợ hơi mặn á. Tên gì mà bên đây không biết nó đổ tên sao. Mà ngồi á. Tên Phượng. Dạ. Thì nó có chồng rồi. Cái đó ăn với lại cái gỏi chuối này nữa nè. Gỏi chuối này. Đó là vợ thằng. Hello, chào các bạn nha. Hôm nay anh em mình có đi bắt chuột. Anh em mình cũng chuẩn bị giá cuốc rồi. Chút nữa anh em mình đi bắt chuột. Nhiều hay ít á, anh em mình quay cho các bạn cùng xem nha. Bữa nay thì bà con chưa có phóng lúa nhiều nên anh em mình có thể là đi đào đào hang nha các bạn. Còn bữa nào mà có máy xúc cắt lúa đó, bắt chuột đó, mình sẽ làm một clip khác nữa quay cho các bạn cùng xem. Thôi giờ chúng ta cùng đi nha các bạn. Đó, mấy anh em đi tới trước rồi đó, giờ mình đi theo. Nhìn là thấy nông dân liền luôn đó. À, bữa nay anh em mình đi đào chuột nghe các bạn. Chút nữa đào có nhiều hơi ít đó, quay cho các bạn cùng xem nha. Rồi mình đi anh Châu ơi. Đi. Lên mày ơi. Đó là chở chở tiếp không? Ừ. Hai bạn già với chung đi. Hai bạn trẻ chung, hai bạn già chung. Bạn kia kìa quá kia. Trời ơi, con mãi giá cuốc thì bự hơn mãi luôn. Dài dữ rồi chú hai, cuốc cán dài dữ vậy. Trời ơi, chú hai cũng làm cái cuốc dài còn hai thước à. Gì cuốc vừa rồi. Rồi, đi mãi đi. Anh Năm nghe các bạn, dây chính nè, đợi anh nãy giờ luôn á, cũng 15-20 phút rồi anh mới tới nè. Sao điện bắt máy? Tắt máy thì dặn nhỏ xuống á. Ôi, có đủ mít hay gì dữ vậy nó? Ủa, quá chừng nè. Ôi, ôi. Ủa, coi nó ăn móng gì chứ anh thấy không nhiều mãi ơi. Đám ruộng bên đây chuẩn bị cắt lúa nha các bạn. Còn ở bên đây thì bà con cũng đã cắt lúa rồi nè. Nè, mới cắt ngày hôm qua. Đây được 1 tiếng, ăn này được 1 tiếng. Có mình coi mấy ngắp nào luôn đặng mình ém lại luôn mày ơi. Có không? Đào vô đó mày. Có ngắp lại không? Hay quá. Quá năm ơi. Rồi, một bài màn nha các bạn. Trời ơi, gà vô. Rồi bỏ túi luôn, bỏ túi luôn. À quên có cái lọng. Đó vậy đó. Gì nữa? Vậy. Đó đó đó. Ê, ê, bên trước. Đụng đi mẹ mất mẹ. Trời ơi. Trời ơi, đụng mẹ. Làm lẹ quá hả? Ngủ không tự nhiên lú đầu ra đó chi cho kẹt. Ở này là chuột lứa nha các bạn. Có bẩn nó bợ bẩn có, bợ bẩn là dễ bắt. Ừ. Ồ, được ba đứa rồi đó. Có nướng rồi, có được con chuột nướng. Quá Năm làm lê lệ luôn nha các bạn. Đó. Bốn con nè. Bự bự hả Năm? Rồi vô luôn. Ờ vậy là con mẹ rồi. Ồ má. Ồ. Hay quá. Mãi mãi chặn lại mãi ơi.
quá. Có bầu. Quân. Rồi có bầu nữa nè. Bỏ vô. Đâu có thể nó con nào có bầu, biết nó có bầu chắc không? Ê siêu âm cho nó đi. Ôi quân về bắt ông chứ. Nữa hai năm nữa hả? Đó. Ủa một đà bầy luôn. Đã quá dù quá. Đã dính rồi kìa. Bự không anh Năm? Sảy luôn hả? Chạy ngay ép, lỡ xếp ra ngay ép. Ờ, mãi hay quá, mãi gì mãi dính luôn hả? Xếp ra ngay ép như đó chưa? Nghe. Đâu dám chạy, đâu có đổ sao đâu. Mới tới đây gần được chọc con rồi. Xa xa hả? Nè, chơi xong ấy ta, chuột nữa ta. Đủ nhậu rồi. Hang gần quá vậy ta. Đó, có hàng đó Năm. Đó, ừ, rồi rồi, hàng đó. Nó có chạy em lại đây chưa? Ừ, dẹp nó đi. Nè, lỗ hà nè. Hai ngồi dưới góc này nè. Nó ngồi ngay góc đó. Nhìn ở đó mãi. Nè, lỗ nè, thấy không? Thấy rồi. Lỗ đạp rồi hết đi. Nè, đây nó một ống luôn á. Cái bờ này dữ lắm á. Ráng bờ này mình bắt được cỡ chừng 50 con mình nghỉ được anh Châu ha. Đủ mày đâu nhảy ra vậy? Đâu vậy? Gì? Đâu đây nhảy ra nè. Gì nó mới. Đó. Mẹ đâu nhảy ra vậy? Nè. Đồ mẹ. Im im lúc là chụp luôn. Rồi, về xác định. Nhiều lắm. Nè, để vào giữa đầu lại nó dồn chuột luôn. Này vô này là ngay ổ rồi. Mấy chục con luôn, đây đầu luôn. Ủa chú hai rồi còn ngách này sao? Đâu, để nó đi. Không sao. Ngách này hả? Lấy gì nhét lại luôn chứ? Quá tiền nha. Đó, thấy bộ còn ngon rồi nha, chú hai tới rồi đó. Ổ rồi đó. Cặn lưới nãy đó. Ngắt ngoài kia chú hai, bên kia. Còn bên đây không à. Ê, hình như thấy đuôi rồi đó. Trời đi mãi ơi. Trời. Không biết sáng không, mình từ từ. Ồ, quá trời có hang này. Hang này đi qua anh Châu nha anh Châu. Rồi, bên đó hả chú hai? Qua hang này trước đi. Chỗ đó nãy năm bít đó. Nó còn hết đi. Thấy được xuống xé đi mình làm cái hang này nữa mình nghỉ cũng được. Sáng mãi mãi là ừ đủ chụp. Nó là khu đó đó. Chưa. Hang hả? Mà đó mãi ơi. Thấy không? Đâu sao thấy được. Nè, thấy hang này mà có chạy đâu. Ừ, chạy. Từ mới được. Tại vì cái này ngách là hai chia làm đôi nè. Đâu? Bự bự bự. Đó. Bự. Đây nè, ở đâu đó, đúng rồi đó. Con gà đó đó. Đó. Chạy đây nè. Ra hàng nào vậy? Ra đâu ngay đúng có đó đó. Đang nó lại. Nó nằm đâu im ru luôn rồi. Chạy vô mãi. Anh Châu ơi nhìn đâu bên đây anh Châu ơi. Phụ mãi. Mới ra đây rồi. Đó, chạy vô rồi. Đó. Ở tay em rồi. Con này ngon nè. Đâu đâu. Dưới này nó bự rồi. Ờ cái này mới đã nè. Đâu cho anh coi mãi. Ờ, à, này, 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 này ngon là nè. Cái đó mới ngon á. Bự bự ra đó nha. Nè cổ nè. Em đợi. Để nó ra chạy cụp dưới này. Đóng đất đây nè. Đâu còn hang đây nè con. Đổ này coi. Ôi ôi ở đây 3-4 hang luôn nha mấy bạn. Nè. Nè em lại đi mãi. Nè. Đó đó. Thôi ok. Hết rồi. Đó đó. Chộp. Ôi trời ơi. Rồi rồi rồi, cái đó. Rồi là con mẹ đâu. Đừng có nằm đâu thôi nha. Đừng tung ra hang này nè mấy ơi. Đó nè mấy ơi, em lại đi mấy ơi. Trời đất ơi. Cái đó cắm câu ngon ha. Một nhút luôn rồi. Đó, bự xuống đó nó mãi. Từ từ kìa, con dưới chân anh Năm nữa kìa. Ông bự ấy quá vậy, ông bự từ từ thôi.
Đó, mấy bạn nghe tiếng chuột kêu chưa? Nó cũng đã có ra đây. Chuột con nó hối đi đưa nó. Nè, nó lên trên này nè. Nó eo nó cũng đi đâu lẻ tại. Ừ, nó lẻ lắm, nó bò. Má, ông có hang nó đưa cái hang này đi lên đây cùng rồi. Hả? Không, vậy là như này dưới hả? Dưới. Trời ơi, một ổ chuột luôn nghe mấy bạn. Nó bò đúng đúng đúng. Ôi ơi, lượm lượm lắm ơi. Ôi hằng hà vậy, mười mấy con đây nữa nè. Thì mấy thằng dân ngoài nó mê nó cỡ đó để dành ấy mà. Nè, nó bò đây nữa nè. Không ăn luôn. Má ghê hả? Ở này làm gì? Ở bên trong liền kìa. Có lên đây, không có lên đây rồi. Lên đây nè thấy không? Nó lên đây phía kia. Hết rồi. Chứ không mẹ đâu. Mười mấy con à. Đó. Rồi, được một đứa bự rồi. Con cháu. Cái lồng đâu? Cái lồng. Lồng nè, đi nè. Ôi, đúng, đúng, cái lồng. Ơi, để cái tay ngay cái miệng đó đó. Ủa giống chuột chả quá, để tay ngay miệng coi cắn không? Đó là hả? Còn nhiều hết. Rồi đó. Nhanh hàng hai con nè. Nó đắt mềm lên đi làm ha. Bữa tao đào cái hang kia tao tay còn bắt hai con bành ngày bữa. Có bên kia cùng cho. Ôi giờ này nó mệt đúng rồi nè. Nắng sao? Mệt rồi. Đó, cái hang nắng o luôn kìa. Thủng đó. Trời ơi. Liêu. Nó liêu điều hết hồn à. Đúng đó. Chết luôn đi. Răng nó cắn không? Đâu rồi. Đi đâu nữa. Thấy nó rồi đó. Mình tung lên thôi. Mình mới xảy cái tôi quýnh liền liền. Còn nữa hả? Còn vô nữa hả? Còn nghĩ nữa. Nó rồi mà nó. Chạy ha em, chạy ha. Nãy giờ chục cái ha, 50 cái ha. Dù không thấy vú. Còn liền nữa hay. Ôi chú con hà nè, kiếm chục mẹ lắm rồi đấy. Đâu đâu đâu, năm năm hả mày nghe năm. Không ra luôn. Nè, trời ơi một đống nữa nè năm ơi. Trời ơi. Mày ra liền chứ sao? Ra đâu mãi. Nè, cái ngách này. Như con ngách nè, hai con ngách luôn. Quẹ tao nhét rồi vậy nên tung nó đậu ra đó. Đậu má. Má nhà ba lúa đạp xuống nó chui hơn nó chui không lẹ đó. Quá, con này mập lù luôn. Ê con nó lại cái hay vậy? Đòi nữa rồi. Chú người ta rồi. Hết rồi đó. Quá, mãi hay quá. Ra cái làm liền. Còn mãi còn không? Hết rồi. Dục ba đất vô. Rồi hết hả? Còn mấy hang đằng đó sao anh Châu ngay chỗ chân đó? Có nó ra rồi đó, nhấp đi. Thế mình đào chuột xong cũng lấp đất trở lại nha mấy bạn. Đặng cho có đường đê của người ta đi để không thôi người ta rầy à. Cho chửi mình á. Dạ lại đằng chơi đi ra lại. Như đã chơi đi dưới được. Ở chỗ kia nãy khu eo giờ mình ở đây mấy đường nước này giờ còn nước nè. Chắc chiều người ta lấy nước vô hả mày? Không có chín rồi đâu lấy đâu. Có không chú này? Đông đất nó nằm đây nè con ta. Nãy giờ anh em mình đi cũng lâu rồi nha các bạn. Nãy giờ tầm hơn 2 tiếng rồi. Mà trời nắng chang chang luôn nè. Mà giờ chắc về quá. Tại khát nước quá rồi mà hết nước uống nữa. Rồi chú hai uống nước đi. Về nhà lấy đá thêm chứ. Tôi nghe ông Châu nãy giờ anh Thơ không nổi nè. Trời nắng quá. Có nước đá chứ không có đá sao uống nổi. Hôm nay chơi luôn. Ê, bơi rút đeo quá không? Rút đeo cũng cắt hết ráo đó. Đi mấy bờ đó có không? Có chứ, mà bờ nhỏ không? Ừ. Bờ thấy dễ đào không? Cũng dễ. Mà lúa hai bên cũng còn. Còn như vậy cũng được rồi, đào cũng có. Chú hai nước đi chú hai. Uống cái. Uống đi để xỉu quá. Uống cái cho đã đi rồi. Chú cháu mình đang nghỉ xả hơi nha các bạn.
mệt quá rồi. Ừ, tính về mà chú Hai với anh Châu nói chưa về, đi đào chút nữa mới về. Đi về héo hai. Đỡ đi luôn. Cần ngay giờ chưa đi luôn chứ. 4 giờ chiều vô. Đào đi. Đào chú. Mày ơi mày. Nè. Anh đạp chính đó nè. Đó đó đó. Cái này mở lỏng lỏng này mà. Nhỏ. Lâu đuôi hả chú Hai? Đâu đâu đâu. Đó 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 rồi rồi kéo chú Hai. Má mấy cái này cắt lúa dầu vô lắm đó nghe. Trời ơi, xích luôn cái đuôi rồi. Đuôi. Vào wow, mạnh quá. Đất này dễ đào ha. Cho con cái này. Thêm con chuột nhỏ nữa. Thôi đào vô cái nữa. Đừng có đào vô mấy nữa chú Hai. Rồi bỏ rồi đi. Để xích cái đuôi tội nghiệp đó. Ôi ôi đứt cái đuôi nó luôn. Để máu rồi. Còn không hả con? Được chú Hai nắm đầu nó chưa? Ôi ôi một bầy luôn rồi, cho con Hà nè. Đồ quá chuột lứa. Đồ quá. Lòng lòng máy ơi. Chụp đập, chụp đập. Đi đi. Dính không chú? Dính. À, dính. Quá trời lúa luôn. Còn hả? Đó, 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 đó. Đó rồi rồi, nắm đầu nó ra. Đó. Đi đúng tí vậy. Nó là cái đầu nó thầy. Có hơn năm đó. Nhắc. Sao dính luôn không? Quá wow, băng chuột nằm như nàng thiên cá. Ê, dạo chạp. Rồi chui vô hang luôn. Chị nó vô hang đó luôn hả chú Hai? Đó, lú đầu ra đó. Đúng rồi, lú ra kìa. Đúng rồi. Đó, bạn thấy nó lú đầu. Nó lặng rồi. Giờ này cũng gần 2 giờ chiều rồi nha các bạn. Giờ nhóm mình mấy anh em cũng mệt hết rồi nên thôi giờ mình nghỉ. Chết thì bỏ ra ra. Ủa thì nào chết bỏ ra. Ủa sao con kia nằm đâu trong bẫy vậy mày? Mới nãy xảy nè. Nãy xảy rồi sao chui vô bẫy vậy? Nên lấy bẫy lùa rồi. Tại gì hả? Ê con kia chạy. Đầu chui vô bẫy luôn rồi. Ơi cái này thành quả của mấy anh em hồi trưa giờ nha các bạn. Cái này là em rắn nước nha các bạn. Cái này rắn nước nè, đầu vàng khè. Con này được 200g. Nó khỏi trồng đó, tự mọc à. Này tốt thì dễ trồng ghê ha. Bữa nào anh xin bụi gì anh trồng á. Nước ngập nó không có thấy. Đây có thuốc không á? Anh thấy ở bên cây chỗ trước hả? Dạ chính là chỗ hẩm mướp á, dòng mướp. Đây cũng có mớ trái. Bớ nhổ vậy đó. Đó chính nè mày.
nước ướp này để ướp chuột để nướng nha các bạn. Khác quá nó thấy à. Không có khác đâu. Nó nám. Này chắc hơn ký ha. Hơn chứ. Đó bị chết. Qua món này. Chín rồi. Chín rồi, cái này chín rồi. Nhưng hôm nay giờ mình đợi vàng thôi, nó chín hết rồi. Nó chín hết rồi. Anh thấy vàng giờ là ngon á, anh sợ hồi nó khác mãi ơi. Ngon chứ. Được rồi mãi ơi, được rồi. Cái nước kia nó ướp rồi, đủ nữa hết dầu luôn cho nó thấm kia nó bé, cho nó rút cho nó đã. Được không? Trời, làm con một tay nào làm mày. Đây là kiếm thằng nữa. Quá làm giỏi quá. Nhỏ nào? Này là cũng rau vườn ở sau nhà chú Hai luôn nha các bạn. Còn cái này nãy mày làm gỏi bông chuối nè. Gỏi bông chuối. Ngon lắm nha các bạn. Để anh cho, xuống đi. Đây là rắn nha các bạn. Rắn chiên nước mắm với dầu trường. Ừ, với lại dầu trường. Để đây nè, đổ vô cái chai nè con. Ai chậm chạy, chạy chậm nè ha. Cái nấm con nèo lên là nó nổi liền phải không? Chiều nay anh em mình đi bắt chuột về cũng có hơi mệt. Anh em mình cũng có chế biến được 2-3 món để anh em mình làm xương xương nha các bạn. Ở đây các bạn thấy nè, chuột anh em mình bắt đó, rồi về anh em mình nướng luôn. Ở bên đây thì cái này là rắn nha các bạn. Cái này rắn nước chiên nước mắm. Bên đây gà thì nói chung là gà này cũng của ở nhà chú Hai luôn. Gà tre rồi anh em mình cũng nướng luôn. Coi như hôm giờ anh em mình cực đó, đi làm về rồi giống như là mình tự bồi dưỡng cho mình luôn. Trà, cái con làm á. Mẹ nó ngon lắm. Cái con luôn hả? Giữ bản vì mình thế hả? Mẹ để đi tâm đó sẽ làm sẽ thử ăn có ngon không? Bất định làm hồ không biết. Của anh em mình bắt mà. Ba của chấm anh Hải rồi. Hải trứng rồi đó. Dạ Hải. Chú Mậu quá. Đúng rồi, Hải Tấn Phượng. Hải Tấn là thêm đứa con gái. Giòn hơn cho Phượng á. Hồi nãy em sợ hơi mặn á. Tên gì mà bên đây không biết nó đổ tên sao. Mà ngồi á. Tên Phượng. Dạ. Thì nó có chồng rồi. Cái đó ăn với lại cái gỏi chuối này nữa nè. Gỏi dạ. Chuối này. Cái này vợ thằng cái này ngon lắm. Cái này ngon. Thằng Tấn nó mới thôi lắm sao này mới đụng vợ. Chua chua. Thằng lớn á. Đúng rồi, chua chua anh cho ăn cái đó nữa, kẹp vô là ngon. Chú về chú nói tôi á tấm định rành lắm. Bởi vì bạn hôm rút rồi. Là cũng hồi đó cũng cùng chung quê. Dạ, cho ở Mỹ này thơm mùi gì trong? Thơm mùi lúa hả? À? Lúa chín. Ừ, chỗ ăn lúa mà. Giờ cũng muốn nghỉ đồng hồ hay gì rồi. Làm ít gì đó. Cho anh Châu làm mấy miếng nữa đi anh Châu, làm thử coi. Giờ ngon mình phải làm nhiều nhiều chứ. Anh ngon mình ăn có miếng. Đúng rồi. Có anh là 560 nữa. Dạ. Đúng rồi. Tại vì hồi đó hắn ở nhà trồng cà nâu hay gì. Tôi hồi đó tôi mần chúng hắn mà. Ủa, anh em thay nó à, chung cùng anh. Được rồi, ngồi đi mày ơi. Hiếm ở nhà thì bán đòn bông. Đòn bông ở cặp lộ á. Anh Châu. Xong đó trước giùm em miếng này đến anh Châu. Sao để lên đây với nắm mày thiệt chứ. Là miếng này rồi, miếng này đi. Quá. Nhà lẻ chưa qua xịp nhai đụng. Ở đâu dữ làm trời. Ăn cái ớt nè. Tớt của hai nãy đó. Cái này nè. Đúng rồi, ăn cái vỏ đó thử coi dai không. Chứ còn em không dám hỏi ngon không. Dài cái nó dài. Ở đây không biết kêu sao chứ quê em người ta kêu là bông chuối. Bông chuối. Không vậy là quê Út Lùng cũng giống như quê bên đây rồi đó. Vậy hả? Dạ. Ở bển kêu cái quê, ở đây kêu cái thôn hay là mình cũng vẫn kêu cái quê luôn. Đây cũng kêu là cái ấp á. Dạ. Bản ấp ở Tân Đông, đây là ấp cái gì? À Long Thuận nha. À. Con là đáng chơi đi. Ấp 3 Long Thuận. Ấp 3 xã Long Thuận. Bởi em. Chú đi qua chú tới đây đó mới rồi. Tưởng đâu đi xa tới đâu ở không chú Hà thôn. Ở đây nó bên nhiêu. Ở
sát bên qua cái đò, mình thấy nó qua sông vậy thôi chứ đó qua đò bán cái bờ nó đi dọn một cuốn tiền nó bộ qua đò hai lần đó gì vậy. Đi nhậu với nó về theo bài cá linh mặn mặn á, nó đâu có vô con này đâu, đâu mà con bự quá rồi xong á, đúng rồi nó ăn một con cái mà nó gì cái này mà nướng khéo dữ vậy trời. Anh Châu đây. Khéo. Ông lượn uống với anh Châu cái thử anh Châu cái đi, anh Châu nướng á. Khéo. Khỏi đó. Chứ không phải dưới này à. Nguyên nguyên nhắn tin. Cái về đi dầm lúa gì nhắn tin không à. Khéo đó. Không kể được nha. Vậy là cái đó ngày mai cắt gì đó, cái đó mà nãy giờ có nhà không? Phải nguyên không? Châu. Cái đó mà nãy mình cút đồ cú cầm càng bình nó mai cắt gì đó mới vô dẹp lúa đó. Mai cắt mà bác nổ á. Cá chín chưa tía? Vừa phải vừa trái luôn cái bức tử. Ủa hồi nãy phải rồi trái vậy ta. Tôi điện lại cho chắc. Biểu rồi, rồi trái mà vừa phải. Con quẹo bên kia có cầu rồi, quẹo bên phải rồi. Ta thúc này mà cả. Đúng rồi. Bên đó phải còn bên đây trái. Chứ nhiều khi mình phân tâm cái mình quên. Chà, ăn phù cầu ha, ăn phù cầu rồi không ha. Vô rồi. Ôi con nhận con ấy quá. Sao vô ngồi luôn sao? Chết. Rồi, gấp coi nãy giờ. Trời ơi á. Mày lo nắng đi rồi, nắng đi lát phải cẩm. Vô quốc chạy cái hết rồi bơi. Cũng này các lúa chưa hết, nó chưa vô hàng. Chưa ít bữa nữa kìa. Ngày mai mốt nữa kìa. Mà sao ở bên đây lại nhiều vậy chứ ở bển giờ cũng hiếm quá trời. Chú cháu một cái này. Bên đây mới giữ. Dạ. Trời ơi giữ. Ý mà nãy mình đào cái nãy nó mới cắt xảy. Qua đó mà đổ vô ra không. Ủa đem lên hết trên cho nãy. Còn hai con đó đập cái nó xong rồi. Ta rồi gì đó. Con nào lúc nãy chưa mập đâu, tràn bờ nó mới mập. Ừ ướt rồi, không cá nó quay được, cá nó mập chứ. Dạ, cá mập á chứ. Cá nó mập á. Trời, cá lóc nó cá mập luôn à. Chê chủ nhà nói là nào không ngon đem xuống, cái lát lấy gì được cả. Chơi qua không là sao ta? Ăn ụ mà ăn gì kỳ vậy ta? Ăn gì thịt kho tàu với cải hoài vậy? Ở này phải hỏi chú hai ở nhà coi có thịt kho trứng không đem ra luôn cho năm ăn Tết. Con cơm luôn đi. Con món đó à, chứ món khác. Đem thịt kho tàu ra cho ổng ăn cơm luôn đi.